đồng loạt khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam vào ngày 1 tháng 1 2023. Đăng kiểm ô tô, đừng vì thanh tra mà làm khó người dân. Diện tích tăng quá nóng, sầu riêng có thể thành sầu chung. Vì một Giáng sinh an lành của người dân ở nhiều nơi trên thế giới. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần Cam lộ La Sơn và lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Theo đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ đồng loạt khởi công vào sáng 1 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn 9 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang và Cà Mau. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được chia thành 12 dự án thành phần với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính, gồm các đoạn Hà Tĩnh, Quảng Trị 260,9 km, Quảng Ngãi, Nha Trang 352,06 km và Cần Thơ, Cà Mau 110,9 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng. Tính chung toàn dự án, các địa phương có dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đi qua đã bàn giao mặt bằng tuyến chính được 472,23 trong tổng số 721,2 km toàn tuyến, đạt 65%. Trong những ngày qua, câu chuyện về việc đăng kiểm xe ô tô trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Sau khi một số trung tâm đăng kiểm bị niêm phong, đình chỉ để điều tra, các trung tâm đăng kiểm khác đã ngay lập tức siết chặt lại hoạt động đăng kiểm. Trong đó, đáng chú ý là quy định xe phải giữ nguyên hiện trạng ban đầu mới được đăng kiểm. Ngay sau khi quy định này được đưa ra, tình trạng ùn ứ xảy ra ở hầu hết các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Nhiều người dân phải chờ cả ngày, thậm chí cả 2-3 ngày mới đến lượt. Trao đổi với phóng viên truyền hình VOVTV, nhiều tài xế băn khoăn việc các trung tâm đăng kiểm đưa ra nhiều quy định mới, trong đó có nhiều quy định chưa hợp lý, liệu có phải là đang gây khó khăn cho người dân? Anh Nguyễn Văn Tùng, một tài xế taxi công nghệ cho biết, do đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển trên mọi cung đường, bất kể các khung giờ, nên anh đã lắp đèn sáng hơn, dán thêm tấm chống nắng và cách nhiệt. Tuy nhiên, khi đến trạm đăng kiểm thì lại bị nhân viên từ chối với lý do xe không giữ nguyên hiện trạng ban đầu là còn zin. Trước đây thì tôi đi đăng kiểm xe, xe tôi có lắp thêm đèn led này cho chiếu sáng thì các anh cũng ok, không vấn đề gì cả, đăng kiểm rất nhanh. Thế nhưng mà gần đây đi đăng kiểm thì các anh bắt phải tháo thiết ra hết, thì tôi thấy cái này nó cũng là hơi bất cập, hơi cứng nhắc trong quá trình đăng kiểm. Thì những cái đó nó không ảnh hưởng gì đến kết cấu và an toàn của xe cả. Không chỉ riêng anh Tùng mà rất nhiều chủ phương tiện khác đi đăng kiểm cũng phải than trời vì bị từ chối đăng kiểm do những quy định bây giờ mới có. Tôi không hiểu sao là đợt này làm thì có vẻ là rất khó. Khó bởi vì mấy lần trước ấy thì mấy cái kiểu độ chế như này ấy thì gần như là không ảnh hưởng gì đến cái việc mà đăng kiểm cả. Thế nhưng mà đợt này thì họ làm khá là chặt và họ bắt là phải tháo những các thứ mấy cái đồ ấy ra, phải trả về đúng với cả cái kỹ thuật của khi mà xuất xưởng của cái xe. Và như thế thì nó mất thời gian. Cái xe mà chúng tôi mua rất lâu nó cũ rồi thì tất cả những cái độ về phanh, về khí thải, về độ sáng, về tất cả nếu để vào zin thì nó sẽ không được như là tiêu chuẩn. Những cái ý thì cũng phải có những cái cơi lới hay có những cái tiêu chuẩn mới cho những cái xe theo 5 tháng nó đã sử dụng, chứ không thể áp cứ đồng thuận là cái tiêu chuẩn được vào, tại vì nó cũng không thể đảm bảo được tiêu chuẩn sau khi sử dụng 5-10 năm. Trên các diễn đàn chuyên về xe ô tô, giao thông cũng liên tục bàn luận về vấn đề kiểm định. Nhiều người tỏ ra đồng tình với việc từ chối đăng kiểm đối với các xe đã lắp đặt thêm phụ tùng. Người thì lại cho rằng đối với những can thiệp nhỏ không làm thay đổi yếu tố kỹ thuật môi trường thì nên cân nhắc. Tuy nhiên, hầu hết đều có chung câu hỏi. Vì sao chỉ sau khi các trung tâm đăng kiểm bị thanh kiểm tra thì quy định này mới được đưa ra? Những cái thiết bị lắp thêm, ok, có thể làm thay đổi về mặt kết cấu. Nhưng kết cấu đây là kết cấu về mặt hình thức, chứ không về thay đổi kết cấu về mặt cơ lý. Phải có những giải thích rõ ràng, nếu thay đổi kết cấu này làm cho độ an toàn nó không còn, nó kém đi, hoặc nó gây ra cái khó khăn hơn cho việc điều khiển giao thông, thì phải có giải thích rất rõ ràng. Người dân người ta sẵn sàng nghe theo.
Bởi vì cơ quan quản lý đặt ra quy định như thế nào, họ sẽ buộc phải theo như vậy. Nhưng việc các quy định đó không theo kịp được với công nghệ, không theo kịp được với sự phát triển, thì chính cơ quan quản lý đang kéo lùi sự phát triển của cả xã hội, chứ không riêng gì mỗi một cái phương tiện giao thông đường bộ. Theo các chuyên gia, về nguyên tắc, các phương tiện khi lưu thông nếu gặp nguy hiểm là do bị mất lái, hệ thống phanh không hoạt động tốt, hoặc chở quá tải, hoặc thay đổi kích thước so với thiết kế ban đầu. Những nội dung này đã được nghiên cứu và đưa vào quy định của pháp luật. Còn những yếu tố khác, nếu không làm ảnh hưởng đến độ an toàn của xe khi lưu thông trên đường, thì vẫn được đăng kiểm. Tiện ích mà về mặt bản chất nó không làm thay đổi cái khả năng chịu lực và mất ổn định của phương tiện khi đi ở các cái tốc độ khai thác khác nhau, thì điều đó cũng phải là cân nhắc. Tôi lấy ví dụ như là trong những cái nghiên cứu về đèn chẳng hạn, thì cứ tăng độ 10 tuổi thì cái khả năng nhìn thấy rõ sự vật và nhu cầu ánh sáng của người lái xe lại giảm đi một nửa. Vì vậy các cái yếu tố về quy định về kỹ thuật và mặt pháp luật cần phải thay đổi, và liên quan đến cái chủ sở hữu của chủ phương tiện đó với cái độ tuổi như thế nào, cái thị lực ra sao và cái nhu cầu ánh sáng như thế nào để người ta có thể đăng ký thêm, người ta được cơ quan thẩm quyền cấp phép, người ta có thể đăng ký thêm để người ta có thể lắp đặt cái số đèn đúng theo cái tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng được cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, chứ không phải là chúng ta cấm. Không thể phủ nhận việc đăng kiểm ô tô định kỳ không chỉ giúp xe đảm bảo an toàn khi vận hành, đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật mà còn là quy định pháp luật mà chủ xe ô tô phải tuân thủ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là đăng kiểm như thế nào sao cho thực chất và minh bạch, bởi có những vấn đề khi bị phanh phui, khi các cơ quan quản lý nhà nước vào thanh kiểm tra thì các trung tâm đăng kiểm lúc đó mới làm chặt nhưng lại quá cứng nhắc, vô tình đẩy cái khó cho người dân. Cũng liên quan tới vấn đề đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có công văn gửi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố về tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát và thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại thông tư số 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo quy định, thực hiện các giải pháp, biện pháp để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bộ Công Thương vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân đầu mối trên cơ sở thực hiện theo quyết định thanh tra của Bộ trưởng Bộ Công Thương với 33 thương nhân đầu mối tại ba miền. Theo đó, tại kết luận do lãnh đạo thanh tra Bộ Công Thương ký ban hành về chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu tại 11 doanh nghiệp đầu mối phía Nam, cho thấy một số doanh nghiệp đã báo cáo chưa đúng về tình hình thực tế kho chứa xăng dầu. Báo cáo cũng chỉ ra, năm 2021, khi chưa có thay đổi quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, một số thương nhân đầu mối chỉ đảm bảo số lượng về thương nhân nhận quyền mà không ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ, tức là không đáp ứng quy định. Sau khi sầu riêng của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, giá bán tăng cao, lợi nhuận cao khiến cho nhiều hộ dân đổ xô đi trồng sầu riêng. Việc diện tích tăng quá nóng dẫn đến nguy cơ sầu riêng có thể thành sầu chung. Trong vòng 4 tháng kể từ khi trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, diện tích trồng loại quả này ở Tiền Giang đã tăng đột biến lên tới hơn 3.000 ha, nâng tổng diện tích lên 20.000 ha sầu riêng, đứng đầu trong cả nước. Tỉnh này đã vượt mức quy hoạch đến năm 2025 là 5.000 ha, trong khi tỉnh Tiền Giang mới chỉ được cấp 3 mã số vùng trồng để xuất khẩu với diện tích hơn 1.000 ha, sản lượng cho hơn 20.000 tấn. Nhưng hiện con số này đã lên tới 13.000 ha cho thu hoạch trên 20.000 ha canh tác. Cũng có nghĩa, dù trồng thêm, lượng xuất khẩu cũng chỉ có giới hạn. Tính ra Tết năm nay, các nhà vườn sẽ phải tiêu thụ trong nội địa 260.000 tấn sầu riêng. Việc ồ ạt mở rộng diện tích mà không kiểm soát được chất lượng sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Thậm chí, nếu diện tích tăng quá nóng, thì sầu riêng có thể trở thành sầu chung của rất nhiều bà con.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa thông tin về tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng và nợ lương cũng như kế hoạch thưởng ở các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh ở địa phương. Đến thời điểm hiện tại, có 578 doanh nghiệp tại Cần Thơ dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, mức thưởng cao nhất là hơn 137 triệu đồng một người, mức thưởng dự kiến thấp nhất là 300.000 đồng một người. Với Tết Dương lịch 2023, hiện có 124 doanh nghiệp báo cáo về mức thưởng dự kiến. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 69 triệu đồng một người, mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng một người. Hiện Cần Thơ có trên 11.000 doanh nghiệp, ngành chức năng chưa ghi nhận tình trạng nợ lương của các doanh nghiệp. Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Bình Phước cho biết, phần lớn các doanh nghiệp trong tỉnh đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động bằng một tháng lương. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Phước, đến nay đã có 160 doanh nghiệp đã có gửi báo cáo về kế hoạch thưởng Tết 2023, trong đó chỉ có 6 trên 160 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết dương lịch. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 12 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đa số doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng cho người lao động bằng một tháng lương. Đáng chú ý, trong doanh nghiệp FDI, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng cao nhất là 75 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước, mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng. Riêng doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất là 113,6 triệu đồng. Sáng ngày 24 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho bộ đội xuất ngũ với hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là hoạt động nhằm góp phần giải quyết việc làm cũng như động viên lực lượng thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phiên việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ đã thu hút sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp với khoảng 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ từ lao động phổ thông lên đại học, ngành nghề rất phong phú trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, xây dựng, xuất khẩu lao động. Mức lương dao động từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng. Dự kiến trong tháng 1 năm 2023 sẽ có khoảng 1.000 bộ đội xuất ngũ. Do đó, lực lượng thanh niên này rất cần được tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Sáng nay 24 tháng 12, Ban Chỉ huy thực tập phương án cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng tổ chức thực tập cấp thành phố với tình huống giả định tai nạn, sự cố tại Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, một trong những cảng cá lớn nhất của khu vực miền Trung. Tình huống giả định xảy ra trong lúc thời tiết bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, gió giật mạnh. Tàu chở dầu trong lúc tiếp cận để tiếp nhiên liệu cho các tàu thì va chạm mạnh với hai tàu cá gần đó, khiến một tàu cá bị thủng, có nguy cơ chìm tàu và phát sinh sự cố cháy nổ. Vụ việc khiến nhiều ngư dân ở trên hai tàu cá bị thương, mắc kẹt và ngã xuống nước. Trong tình huống thực tập, Ban Chỉ đạo đã điều động 11 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng với số người tham gia lên đến 200 người, 23 phương tiện chuyên dùng, xuồng cao tốc, cano, tàu cá, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông qua buổi thực tập phương án nhằm đánh giá khả năng hoạt động của lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đánh giá hiệu quả thực tế của các loại phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, hệ thống thông tin liên lạc của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố khi tham gia giải quyết các sự cố, tai nạn cháy nổ có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực sông, biển. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, đập ngăn mặn Hiền Lương nằm trên sông Phước Giang thuộc hai xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh của người dân địa phương. Đập ngăn mặn Hiền Lương nhằm ngăn mặn trữ nước ngọt để cung cấp nước tưới cho 1.433 ha đất sản xuất nông nghiệp, các xã Khu Đông, huyện Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi. Do điều kiện môi trường nước mặn xâm thực nên một số hạng mục công trình bị hư hỏng, như bề mặt bê tông của đập và khe đáy được làm bằng bê tông bị nước mặn ăn mòn, các kết cấu thép của hệ thống cửa van bị hoen rỉ hư hỏng. Không chỉ hư hỏng phần đáy đập, các cửa van mà hệ thống cầu đường cũng xuống cấp nghiêm trọng. Từ khi đập ngăn mặn Hiền Lương xuống cấp, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng cấp trên sửa chữa, khắc phục, nhưng đến nay các hư hỏng tại công trình này vẫn chưa được khắc phục. Vừa qua, công ty cổ phần hàng Holy Group phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tổ chức sự kiện hát đồng ca Việt Nam ơi và xếp hình lá cờ đỏ sao vàng với gần 1.000 người tham gia, đông nhất tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông. Đây là sự kiện quan trọng mang tính quảng bá du lịch cho thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cũng như truyền tải thông điệp về nhân văn, niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Hoạt động của hàng Holy Group chính thức được xác lập kỷ lục với nội dung sự kiện hát đồng ca bài Việt Nam ơi và xếp hình cờ đỏ sao vàng với gần 1.000 người tham gia đông nhất tại di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
Sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá du lịch của thành phố Cẩm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung đến với mọi miền Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bày tỏ mong muốn kết nối nhiều thế hệ bằng tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Cẩm Phả còn có di tích lịch sử đền Cửa Ông đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Và chính vì những cái suy nghĩ và những ý tưởng đó, ban tổ chức chúng tôi đã cùng nhau để thực hiện một cái chương trình, đó là xác lập kỷ lục Việt Nam, số lượng người đông nhất xếp hình lá cờ đỏ sao vàng và cùng nhau hát đồng ca bài hát Việt Nam ơi. Thật sự trong không khí vô cùng xúc động và nghi thức nghi lễ của chào cờ trang nghiêm dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả cùng rất nhiều các doanh nhân, cán bộ, giáo viên, học viên và đặc biệt là nhân dân Cẩm Phả đã cùng hưởng ứng với cả chúng tôi để xếp một cái hình lá cờ đỏ sao vàng. Cũng tại buổi lễ, các cá nhân, doanh nghiệp đã trao tặng nhiều phần quà cho 50 hộ gia đình khó khăn có công với cách mạng tại thành phố Cẩm Phả với tổng giá trị lên đến 580 triệu đồng. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả và doanh nghiệp đã làm lễ dâng hương tưởng niệm 710 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, chủ thần đền Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. Ngày lễ Giáng sinh ở Việt Nam không chỉ dành cho những người theo đạo Thiên Chúa, mà còn là dịp mà các gia đình, các bạn trẻ đi chơi, tận hưởng không khí của ngày lễ đặc biệt này. Trên nhiều tuyến phố, điểm vui chơi của người dân thủ đô, người dân và du khách đến tham quan rất nhộn nhịp, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Vào mỗi mùa Giáng sinh, những địa điểm vui chơi Noel ở Hà Nội vẫn luôn thu hút mọi người tham quan, vui chơi, giải trí, đặc biệt là các bạn trẻ. Năm nay, Giáng sinh rơi vào cuối tuần, thời điểm thích hợp để cả gia đình, bạn bè cùng ra ngoài tận hưởng không khí nhộn nhịp cuối năm. Năm nay thì tôi thấy là không khí Noel đến rất là sớm và cảm thấy cái không khí nó nhộn nhịp hơn mọi năm. Có lẽ là do cái sau một cái khoảng thời gian Covid rất là dài ấy, thì mọi người được đón một cái năm mới sẽ với cái tâm thế hào hứng hơn. Thì hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp thì tôi có cho các bạn nhỏ qua địa điểm ở Lotte để chụp ảnh. Thì ở đây là một cái điểm mà trang hoàng khá là đẹp ở trong thành phố Hà Nội. Những ngày này, các nẻo đường thủ đô dường như trở nên cuốn hút hơn bởi khung cảnh bừng sáng và sôi động với những dây đèn trang trí lộng lẫy, cây thông Noel lấp lánh, hoạt động lễ hội tưng bừng. Nhiều tiểu cảnh được người dân săn đón và chụp ảnh đón Giáng sinh 2022. Trong 4 năm mà mình học đại học ở trên Hà Nội thì gọi là đây là lần đầu tiên mình được đứng dưới một làn tuyết rơi rất là thật. Ở quê so với ở quê thì đây là một điều rất là khác biệt. Em cảm thấy nó kiểu khá là thú vị ấy. Bởi vì thường thì kiểu từ lúc em đi Hà Nội thì không có thấy chưa thấy lễ hội nào như thế này cả. Cho nên là khi mà nhìn thấy thì em nghĩ là mình nên đi thôi, chụp một vài bức ảnh rồi đăng Facebook để cho mọi người xem thôi. Đến thời điểm hiện tại, các nhà thờ ở Hà Nội như nhà thờ lớn, nhà thờ Hàm Long, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Giáo sư Thái Hà cũng đã chuẩn bị xong việc trang trí để đón Giáng sinh. Bên cạnh đó, tại các trung tâm thương mại, nhiều hoạt động đón Giáng sinh miễn phí cũng sẽ được tổ chức để bất kỳ ai cũng đều có thể tham gia. Không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội đẹp nhất năm đã tràn ngập khắp mọi nơi, là dịp để gia đình, bạn bè cùng đi chơi, quây quần bên nhau, nhìn lại một năm cũ sắp qua và cầu mong những điều tốt đẹp, an lành cho một năm mới sắp đến. Từ nhiều năm nay, khu vực quanh khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai luôn là điểm nóng về ùn tắc giao thông của thành phố Hà Nội. Để giải bài toán giao thông tại khu vực này, thành phố Hà Nội đã đầu tư xây dựng cầu vòm sắt bắc qua hồ Linh Đàm với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng. Thế nhưng, dù cây cầu đã hoàn thành gần nửa năm nhưng vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Cầu vòm sắt này với thiết kế nằm giữa hai cầu vượt lên xuống đường vành đai 3 trên cao, đoạn cắt qua hồ Linh Đàm. Cầu có mặt cắt ngang rộng 7,5 m, bề rộng phần xe chạy 6 m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2 m. Cầu được thiết kế khá tỉ mỉ và đẹp mắt, với lan can dọc hai bên được lắp đặt biểu tượng của thủ đô Hà Nội là Khuê Văn Các. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên truyền hình VOVTV, mặc dù không có rào chắn, không có biển báo cấm phương tiện lưu thông, thế nhưng lượng xe máy di chuyển qua cây cầu này gần như không có. Hiện, cây cầu chủ yếu phục vụ người dân để đi bộ, tập thể dục. Bên cạnh đó, việc chưa có đơn vị nhận bàn giao nên khu vực cầu trở thành nơi đổ phế thải của người dân và không được dọn dẹp.
mong rằng cơ quan chức năng sớm có những thông báo để những phương tiện di chuyển trên đoạn đường này được lưu thông, lúc đó cây cầu mới thực sự hoạt động theo đúng chức năng cũng như kỳ vọng của thành phố Hà Nội. Hôm nay, 24 tháng 12, Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình, trụ sở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tài xế Phạm Văn Công, người có hành vi cư xử không đúng với một nữ du khách đã bị khai trừ ra khỏi hợp tác xã. Trước đó, ngày 23 tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 6 phút, quay lại cảnh người đàn ông lái xe ô tô mang biển kiểm soát 49A33436 chửi mắng văng tục xúc phạm một nữ du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ đuổi khách ra khỏi xe, tài xế còn ném vali xuống đường. Sau khi đoạn video ghi lại vụ việc đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận về lối hành xử rất thiếu văn hóa của người tài xế. Cơ quan chức năng sau đó nhanh chóng xác định được người đàn ông trên là Phạm Văn Công, thành viên Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình. Hiện tài xế taxi này đã bị khai trừ ra khỏi Hợp tác xã Vận tải sau những hành động thiếu văn hóa của mình. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá một băng nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây này chỉ từ 12 đến 14 tuổi. Các thiếu niên bị bắt là Nguyễn Đôn Hát, sinh năm 2009, trú phường Hương Vinh, Nguyễn Đỗ Hồng Đức Tê, sinh năm 2008, trú phường Thủy Xuân, và Lê Hoàng Thái Ca, sinh năm 2010, trú phường Vĩ Dạ, đều ngụ tại thành phố Huế. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra hành chính phát hiện phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Nhóm đối tượng khai nhận lấy trộm xe máy tại chân cầu Trường Tiền, sau đó tháo biển số cất giấu. Trong cốp xe máy có 1,2 triệu đồng, các đối tượng này đã lấy chia nhau tiêu xài. Hiện Phòng Cảnh sát Cơ động đã bàn giao nhóm đối tượng cho Công an phường Phú Hội, tiếp tục truy bắt hai đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hàng loạt địa phương của Trung Quốc cảnh báo đỉnh dịch sẽ tới sớm hơn dự báo. Nhật Bản, tuyết vẫn rơi dày đặc, gần 100 người thương vong. Người dân trên khắp thế giới đang hân hoan chào đón Giáng sinh và cầu mong một năm mới tốt lành. Tạm quên đi những thử thách, khó khăn, người dân ở các nước châu Âu đang cố gắng để trao cho nhau một mùa Giáng sinh an lành, tràn ngập tình yêu thương. Dù khó khăn chồng chất, nhưng những người tị nạn Ukraine đang ở châu Âu vẫn cố gắng gác lại, chào đón và mong cầu một mùa Giáng sinh an lành. Gia đình anh Vasin Khimishinev đang tị nạn tại một căn hộ ở Séc. Dù tài chính eo hẹp, nhưng anh vẫn cố gắng để các con có những trải nghiệm vui vẻ dịp Giáng sinh. Họ đã cùng nhau nướng bánh và trang trí cây thông Noel tự chế. Là người tị nạn, chúng tôi không có nhiều khả năng. Chúng tôi phải cân nhắc xem có mua cây thông Noel hay không. Và chúng tôi đã quyết định chỉ dùng một số cành cây để trang trí, tạo không khí và để các cháu cảm thấy hạnh phúc. Còn đối với ông Sergei Beresko, một người Ukraine khác, đang tị nạn cùng gia đình ở Ba Lan, Giáng sinh là dịp để họ bày tỏ lòng biết ơn với những người bạn Ba Lan. Đây là dịp lễ để gặp gỡ những người thân yêu nhất, gần gũi nhất. Tôi cảm thấy gần gũi nhất với những con người tuyệt vời này. Và tất nhiên, ngày lễ này là khoảnh khắc mọi người quan tâm đến nhau và cảm ơn nhau. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Người dân Ukraine thường tổ chức Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1. Nhưng các nhà thờ chính thống giáo ở Ba Lan cho biết họ sẽ vẫn cho phép tổ chức vào ngày 25 tháng 12. Người dân địa phương cũng cố gắng giúp đỡ để những người tị nạn ở đây được tận hưởng một Giáng sinh bình an. Ở vùng châu thổ sông Danube nằm giữa biên giới Romania và Ukraine, các nhân viên bảo vệ bờ biển Romania đã bất chấp thời tiết giá lạnh, lặn lội mang những phần quà Giáng sinh tặng người già sống ở những ngôi làng hẻo lánh ở đây. Với những gói quà nhỏ, lực lượng bảo vệ bờ biển chúng tôi mang đến một chút niềm vui tới ngôi nhà của người dân trong những ngày nghỉ lễ ở những ngôi làng còn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Ở vùng châu thổ sông Danube, nằm giữa biên giới Romania và Ukraine, nhiều ngôi làng kết nối với thế giới chỉ bằng những con kênh Danube hẹp với số nhân khẩu chỉ vài chục đến hơn 100 người. Từ ngôi làng của ông già Noel ở Rovaniemi, Phần Lan, tối qua, theo giờ địa phương, ông già Noel đã lên đường đi phát quà cho trẻ em khắp nơi trên thế giới. Trước đó, ông đã gửi đi điều ước hòa bình và hạnh phúc của mùa Giáng sinh năm nay tới tất cả mọi người.
Nhiều người nói về tầm quan trọng của sự sẻ chia và quan tâm, về những giá trị ý nghĩa nhất của Giáng sinh không bao giờ thay đổi. Năm nay, điều ước Giáng sinh của riêng tôi là tất cả chúng ta hãy giúp đỡ những người khó khăn, trao đi tình yêu thương và sự đồng cảm lớn lao. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ. Sau 2 năm hạn chế vì đại dịch, dự kiến năm nay sẽ có hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về Rovaniemi ở Lapland, miền Bắc Phần Lan để thăm ông già Noel và những chú lùn bận rộn của ông. Đỉnh điểm lây nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đang đến sớm hơn dự kiến ban đầu là vào khoảng tháng 1 năm 2023. Những ngày gần đây, nhiều tỉnh thành của nước này đã liên tiếp đưa ra cảnh báo sắp đến đỉnh dịch với hàng trăm ngàn ca nhiễm mỗi ngày ở mỗi địa phương. Sở Y tế thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cho biết số người mắc COVID-19 ở Đông Quản đang tăng với quy mô từ 250.000 đến 300.000 người mỗi ngày và tốc độ ngày càng nhanh. Nhiều cơ sở và nhân viên y tế đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và áp lực lớn chưa từng có. Hàng nghìn nhân viên y tế tại các bệnh viện công và cơ sở y tế xã hội của thành phố đã dương tính với COVID-19 hoặc bệnh sốt vẫn đang tiếp tục làm việc. Chính quyền thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông, Trung Quốc cũng cho biết số ca COVID-19 mới hàng ngày ở thành phố hiện là 490.000 đến 530.000 người và sẽ tăng với tốc độ 10% trong những ngày tới. Ủy ban Y tế tỉnh Hải Nam, An Huy cho biết số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới và có nơi tăng theo cấp số nhân. Tại khu vực miền Bắc và miền Đông Nhật Bản, tuyết rơi dày đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, khiến gần 100 người thương vong. Hôm nay, tuyết tiếp tục rơi nhiều, làm tê liệt hoạt động giao thông và gây mất điện trên diện rộng. Theo Đài truyền hình quốc gia NHK, 11 người bị thiệt mạng và 77 người bị thương do bị chôn vùi trong tuyết hoặc ngộ độc khí carbon monoxide sau khi ống xả của ô tô bị tuyết chặn lại. Ngoài ra, nhiều người bị thương do va chạm giao thông vì các tài xế hạn chế tầm nhìn. Đến nay, khoảng 6.300 hộ gia đình vẫn bị chịu tình trạng mất điện, nhiều tuyến đường bị đóng cửa và một số chuyến tàu bị đình chỉ ở tỉnh phía Bắc Niigata. Hãng tin Kyodo đưa tin một số thành phố phía Tây cũng đã chứng kiến lượng tuyết rơi kỷ lục. Các quan chức thời tiết yêu cầu người dân thận trọng và hạn chế ra ngoài không cần thiết cho đến hết thứ Hai, 26 tháng 12, vì tuyết dày làm gián đoạn giao thông. Còn tại Đông Bắc nước Mỹ, một người tử vong và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc ở bang Ohio. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do tuyết rơi dày khiến tầm nhìn bị hạn chế. Theo thông tin ban đầu, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã mất nhiều thời gian để phân làn, tránh ách tắc trên toàn tuyến. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này được cho là do bão tuyết khiến tầm nhìn bị hạn chế. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ hôm qua cảnh báo hơn 200 triệu người, tương đương 60% dân số Mỹ, nằm trong khu vực cảnh báo thời tiết nguy hiểm do bão lớn. Đây là phạm vi cảnh báo lớn chưa từng có ở Mỹ. Hôm qua, một vụ nổ súng đã xảy ra ở ngay giữa trung tâm thủ đô Paris của Pháp khiến 3 người thiệt mạng. Cả 3 nạn nhân đều là người Quốc. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc biểu tình bạo lực trên khắp các con phố xung quanh Paris trong tối cùng ngày. Nhiều tiếng súng đã vang lên ở trung tâm Goudoga gây hoảng loạn trên con phố có nhiều quán hàng và cà phê nhỏ thuộc quận số 10 đông đúc của thủ đô Paris. Cả 3 nạn nhân thiệt mạng đều là người Quốc, 3 người khác bị thương, trong đó có một người rơi vào tình trạng nguy kịch. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng hơi cay để xua đám đông giận dữ tập trung ở khu vực cách không xa hiện trường. Đám đông đã ném nhiều đồ vật vào các văn phòng, thùng rác, bàn ăn của nhà hàng thì bị lật đổ, ô tô bị đập phá. Giới chức Pháp cho biết đã bắt được nghi phạm là một người đàn ông 69 tuổi. Đối tượng này gần đây được ra khỏi trại tạm giam trong khi chờ xét xử vì hành động tấn công bằng dao vào một trại nhập cư ở Paris cách đây một năm. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ trời vẫn rét đậm, rét hại. Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng khép lại bản tin của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, có nơi dưới 9 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, có nơi dưới 7 độ.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi dưới 20 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ.